làm làm cách nào nhận biết và tránh bị người khác thao túng tâm lý của mình và phải làm sao để thoát ra khỏi điều đó có những người sử dụng cách thao túng tâm lý người khác rất khéo léo và làm cho người khác khó nhận biết nhằm dựa trên đó mà lợi dụng bòn rút trí tuệ của người khác rồi làm lợi ích cho bản thân họ thì nó như thế này à, người ta nói đó, nắm kẻ có tóc chứ không ai nắm kẻ trọc đầu nghĩa là mình có tóc thì người ta mới nắm tức là mình có cái để cho người ta lợi dụng mình có điểm yếu thì người ta mới nhầm vào và điểm yếu của mình là cái gì tức là mình cần cái gì đó của người ta hoặc mình sợ cái gì đó từ người ta. tức là cái điểm yếu mình bị người ta nắm. Thì nếu như mình không cần thì người ta đâu có làm gì được mình. Mình sẽ dĩ mình đi làm đi kiếm tiền bởi vì mình cần cần tiền. Mà chính bởi vì mình cần tiền mà thằng chủ á nó cho mình tiền cho nên mình mới phải làm việc theo cái lệnh của nó có những cái mình gọi là cái mấu chốt mình gọi là cái ranh cái ranh giới cái rằng lanh cái cái lằn ranh mình sẽ không bao giờ làm đó là bởi vì tiền chưa đủ nhiều chứ nếu như tiền đủ nhiều á thì Uh, danh dự đáng giá bao nhiêu tiền sư từng thấy những người vỗ ngực nói là danh dự của họ rất là đáng giá Và họ đem danh dự ra để họ nói chuyện nhưng mà cuối cùng phát hiện danh dự của họ không đáng không đáng bao nhiêu hết rất là rẻ đấy tức là đó khi mà mình có nhu cầu khi mình có nhu cầu thì mình mới bị người ta nói Chứ còn nếu như mình đi làm Xin thưa mình đi làm uh, Mà mình không cần tiền Cái kiểu mà mình đi làm cho vui thôi Đi cho vui thôi uh, Tiền ăn không hết Mà tại vì ở ở không quẩn quá Không có chuyện gì làm Nó túng tay túng chân Thành ra mình đi làm thôi Thì cái lệnh thằng sếp á mình nói chuyện với nó kiểu khác nha nhắm sếp dễ thương thì mình làm sếp không dễ thương thì mình nghĩ kiếm chỗ khác làm nhưng mà do mình cần tiền mình còn có vợ có con mình còn có những sự ràng buộc nó chính bởi vì những cái đó mình mới bị người ta nắm mới bị người ta lợi dụng thành thử đời sống của cư sĩ vốn diễn là như vậy chúng ta có quá nhiều những cái sự ràng buộc quá nhiều những mối lo âu cho nên mình rất là khó tránh khỏi cái chuyện là bị người ta nắm thóp bị người ta lợi dụng và mình phải làm theo ý người ta còn ở đời sống cư sĩ còn chưa buông được thì mình còn phải chịu những cảnh này cái vấn đề đó là mình không chịu đặt những cái sự ràng buộc đó xuống không chịu bỏ nó đi rồi than ừ cứ nó giống như là một người đó vác một cục đá 50 kg ở trên vai đó. đi tới đi lui đi đâu cũng than than nặng ờ, mà tại vì vác cục đá như vậy đó cho nên là người ta đánh mình chạy không được ha chó cắn chạy không được ờ, rồi ờ, xe nó chạy nó tạt nước vào người đó cũng né không được nhưng mà kêu bỏ cục đá xuống thì thôi bỏ không được cái vấn đề là do mình. Ừ. Chúng sanh thế gian mình. Khi buông đâu có chịu buông. Ờ, cái vấn đề nữa là chính bởi vì những vấn đề như vậy đó. Thành ra cái câu hỏi đặt ra đó. Là mình có dám chịu tổn hại hay không? Ừ mình có dám chịu tiếng đời hay không khi mà mình dám từ chối mình dám không để cho người ta lợi dụng điểm yếu của mình mình có dám chịu tổn hại về mặt vật chất hay không có dám hay không xin thưa số người dám không có nhiều đấy họ dám là bởi vì cái tổn hại đó là họ trong phạm vi chấp nhận được chứ nếu như cái tổn hại đó mà trong nó ngoài phạm vi chấp nhận thì họ vẫn cắn răng họ nuốt nước mắt thôi ừ. mà nếu như quý vị hỏi sư như vậy cái cách hành xử như thế nào á, thì sư chỉ nhắc quý vị nhớ dùm chuyện như thế này chúng ta có ba cách hành xử ừ. thứ nhất là cách hành xử theo ý thích của bản thân Tức là lấy mình làm trọng Mình thích Thì mình làm Mình không thích Thì mình không làm Mọi chuyện là do tôi quyết định ừ. Cái này đấy Thì nó có khi nó đúng Cũng có khi nó sai Nhưng mà thường thì sai nhiều hơn đúng Cho nên uh, Có nhiều việc mà mình muốn Đi lên, muốn đi xa thì Mình phải đặt cái tôi của mình xuống đặt cái tôi của mình xuống chà đạp nó đi Dẫm nó dưới bằng chân lấy cát phủ lên mới đi được ở trên cái đường đời chứ còn cái tôi mình còn cao quá còn cao quá thì mình chỉ càng đau khổ thôi đấy cái thứ hai ấy, là lấy đời làm tức là sao đời nó nói cái gì mình làm theo cái đó người ta nói mình cái gì thì mình làm theo người ta cái đó mình không có chủ kiến không không cần chủ kiến thì cái này ấy, nó cũng có khi đúng mà cũng có khi sai nhưng mà thường thì sai nhiều hơn đúng ừ? sai nhiều hơn đúng à, và đúng theo cái kiểu gọi là cái mình vì mọi người thì mọi người có mình như mọi ừ. và cái cách thành sự thứ ba đó tức là gì lấy pháp làm trọng nghĩa là sao mình xét coi mình xét coi cái chuyện mà mình làm cái chuyện mình sẽ làm nó có làm hại mình có làm hại đời có làm hại người có hay không nếu như không á thì mình làm còn nếu như cái chuyện mình làm á mà nó hại mình nó hại người đó thì đừng có làm nhớ dùm cái chuyện như vậy thôi rồi nhớ về một câu đừng coi thường cái việc thiện nhỏ mà không làm đừng coi thường cái việc ác nhỏ mà cố làm cái chuyện gì đó mà người ta nói người ta kêu mình làm nói trái với lẽ đạo đó, thì không nên làm ừ còn có can đảm để từ chối hay không thì quay trở lại vấn đề từ ở trên hồi nãy sư vừa nói ừ.